Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 11 tháng 9 ra tuyên bố nhấn mạnh Mỹ từ lâu đã là bạn của các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài của Mỹ đối với ASEAN. Theo tuyên bố, triển vọng ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ thể hiện sự tôn trọng chủ quyền, pháp luật, minh bạch, cởi mở và bao trùm. Đây là những nguyên tắc chung cốt lõi trong hợp tác giữa Mỹ và ASEAN, là cơ sở cho việc khởi động Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác Mekong-Mỹ trong tuần này. Mỹ sẽ luôn hỗ trợ ASEAN khi khối này đưa ra tiếng nói chung mạnh mẽ nhằm thúc đẩy các giá trị chung nói trên. Trước đó, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ-ASEAN vừa qua, Mỹ đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với vai trò trung tâm của ASEAN ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chúng tôi hy vọng các bạn đều thấy Mỹ đã thực hiện đúng những cam kết từ năm 2018 là đối tác chứ không phải sự thống trị. Tôi tự hào về những việc Mỹ đã làm để hỗ trợ các nước bạn bè trong khu vực. Các bạn có thể tin tưởng điều đó sẽ tiếp tục. Đối với khu vực sông Mekong, Mỹ cũng tuyên bố ủng hộ sự minh bạch và tôn trọng ở khu vực này, ủng hộ tăng trưởng kinh tế mở dựa trên quy tắc, sát cánh cùng các đối tác ASEAN trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và thúc đẩy phục hồi kinh tế khu vực. Bộ Y tế vừa có công văn khẩn về việc xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh đi lao động, học tập ở nước ngoài. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan đại diện ngoại giao hoặc tổ chức Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam hoặc tổ chức đơn vị đưa người Việt Nam đi lao động, học tập ở nước ngoài, lập danh sách cụ thể những người thuộc hai nhóm, gửi cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 để được xem xét, hướng dẫn thực hiện xét nghiệm. Ngoài ra, Bộ cũng đề nghị các cơ sở xét nghiệm thực hiện xét nghiệm và cấp giấy xác nhận không dương tính với virus SARS-CoV-2 cho cá nhân tổ chức có yêu cầu. Nếu kết quả dương tính thì lập tức thực hiện các biện pháp cách ly y tế, giám sát, báo cáo các cấp có thẩm quyền để triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định. Đến nay, có 75 đơn vị được Bộ Y tế cho phép khẳng định COVID-19. Trên trang 8 và trang 9 của tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn có bài viết của tác giả Hữu Đạo với nhan đề Gói hỗ trợ lần 2 vì an cư lạc nghiệp. Nếu gói hỗ trợ lần 1 mang tính khẩn cấp theo tinh thần là một miếng khi đói bằng một gói khi no, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến nhanh chóng, phức tạp, thì gói hỗ trợ lần 2 được kỳ vọng sẽ mang tinh thần an cư lạc nghiệp theo hướng bền vững hơn. Ngày 26 tháng 7 năm 2020, Đà Nẵng đã phát hiện ca nhiễm COVID-19 mới sau 99 ngày cả nước không có ca nhiễm trong cộng đồng. Và tính cho đến sáng ngày 9 tháng 9, Việt Nam đã có 1.054 ca nhiễm COVID-19 với 35 người tử vong, cho thấy tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và đặc biệt trong bối cảnh vaccine phòng chống virus SARS-CoV-2, mặc dù đã đạt được những bước tiến quan trọng trong nghiên cứu phát triển nhưng vẫn chưa thể có ngay trên thị trường. Thực trạng này cũng khiến cho mục tiêu tìm kiếm và động lực và trạng thái cân bằng mới cho phát triển kinh tế xã hội đã được đặt lên ngang hàng với nỗ lực của cả nước trong công tác khống chế dịch bệnh. Những kết quả đạt được trước đó đã mang đến những sự niềm tin và đồng thuận rất lớn trong nhân dân về khả năng phòng chống và kiểm soát sự lây lan của virus SARS-CoV-2 của chính phủ. Và đó cũng là tiền đề quan trọng để việc xây dựng gói hỗ trợ tiếp theo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Gói hỗ trợ này được thiết kế trên quan điểm là coi tình trạng quy mô sản xuất bị điều chỉnh tạm thời do dịch như là một cơ hội để có thể sắp xếp lại nguồn lực, nâng cao chất lượng tay nghề của người lao động, tái cơ cấu thị trường lao động theo hướng tăng cường tính đồng bộ và liên thông của thị trường, đồng thời cũng là nền tảng cho sức bật mạnh mẽ của nền kinh tế khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn trong tương lai. Kiểm soát dịch trong cộng đồng, Đà Nẵng tiếp tục duy trì chia tần suất đi chợ cho người dân. Tuy nhiên, hiện nay một số chợ bắt đầu có hiện tượng lơ là trong việc kiểm soát thẻ và lượng người vào chợ. Phản ánh của nhóm phóng viên chương trình. Chợ Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, sau thời gian nới lỏng giãn cách xã hội, mặc dù các quy định về phòng chống dịch COVID-19 tại chợ vẫn còn hiệu lực, nhưng nhiều người không có thẻ vẫn được vào chợ như thế này. Vô mua miếng thịt là thôi rồi, có thẻ chợ mình đi vô, mình bón những cái mình đi ra, thẻ là mình vẫn đi cho người mà bên những quay. Bên trong chợ, lượng người tập trung khá đông, một số tiểu thương không đeo khẩu trang. Cảnh chen chúc nhau mua bán như thế này khiến nơi đây có thể trở thành một trong những điểm có nguy cơ cao của COVID-19. Thấy yên ổn nhiều thì cô mới đứng gần như trước, cô đứng ở chỗ này, cô gọi thế này mà cô còn đeo cái mặt lạ nữa cơ. Hạn chế tới chợ thôi. Chị thấy cái xúc động như đây là rất là dễ lây. Môi trường này là nơi đông người. Mặc dù thành phố đã nới lỏng giãn cách nhưng vẫn duy trì việc phát thẻ chia tần suất đi chợ cho người dân. Tuy nhiên, ghi nhận tại một số chợ ở quận Sơn Trà, nhiều người dân đã tự nới lỏng giãn cách.
và việc kiểm soát nhắc nhở giữ khoảng cách, tuân thủ các biện pháp phòng dịch tại chợ cũng lơ là. Chưa biết là lây cho những bệnh chết hay không, nhưng mà mạch mạch cái kế xuống thở xuống kế này lửa thôi. Nói chung là dịch nổng chứ đứt hẳn, thì bây giờ duy trì cái kiểu cũng được ít ngày nữa cho nó ổn truyền dịch đã. Để tiếp tục kiểm soát dịch COVID-19, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã có văn bản hướng dẫn tiếp tục thực hiện phòng chống dịch tại chợ. Theo đó, yêu cầu ban quản lý chợ bố trí lực lượng bảo vệ tại cổng chợ, đo thân nhiệt và kiểm soát thẻ ra vào chợ, yêu cầu tiểu thương ký cam kết về việc tuân thủ thực hiện các quy định, hướng dẫn phòng dịch và đảm bảo an toàn thực phẩm. Bài viết với nhan đề Những chiêu lừa dùng sổ đỏ giả. Giữa tháng 8 năm 2020, nhóm phóng viên tình cờ vào một phòng xử của tòa Hà Nội để nghe tòa như bao vụ án khác. Nhưng lần này có một sự khác biệt. Bị cáo là một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên, khuôn mặt khá xinh xắn, dáng người cao ráo trắng trẻo. Và ít ai nghĩ rằng đó là Trương Thị Thanh Thùy, sinh năm 1979, tại quận Đống Đa, Hà Nội, lại là một siêu lừa. Cô ta đã diễn nhiều màn kịch thành công, lừa được hàng chục người, cả người thân lẫn sơ quen. Để cho các bị hại đỡ bức xúc, mỗi vụ Thùy chỉ lừa khoảng từ 100 đến 200 triệu đồng. Thùy từng thi đỗ vào trường đại học luật, song vì đam mê kinh doanh, thích buôn bán tự do nên Thùy đã không nhập học và mở shop bán hàng online để hy vọng trở thành một bà chủ lớn. Song thương trường không hề dễ dàng như những gì Thùy nghĩ, cộng thêm việc hôn nhân đổ vỡ, một mình Thùy quay cuồng với đủ thứ nghề nhằm kiếm tiền nuôi hai con ăn học. Đến khi túng quẫn, Thùy liền nghĩ đến việc vay tiền của mọi người, nhưng ở nơi đất khách quê người, không người thân thích, muốn vay được tiền thì phải có tài sản thế chấp. Và do được Hương cho xem giấy tờ đàng hoàng, lại thấy giá mua căn hộ quá hợp lý nên chị Vi đã đồng ý. Sau khi bàn bạc, Hương và chị Vi đã đồng ý chuyển số tiền 1 tỷ đồng Hương đang nợ chị Vi thành tiền đặt cọc để có thể mua căn hộ chung cư nói trên, còn chị Vi thì nhận giấy tờ của Hương. Tuy nhiên, khi chị Vi mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà Hương đã đưa, mang đến văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội để kiểm tra, thì mới tá hỏa được các cán bộ ở đây cho biết là giấy tờ sổ đỏ là hàng giả. Biết mình bị Hương cho vào bẫy, chị Vi đã trình báo cơ quan công an. Thưa quý vị, học tập ngoài trời đem lại nhiều lợi ích được kiểm chứng, nhưng không phải ở đâu cũng có điều kiện để có thể đem các lớp học đến gần thiên nhiên, và đặc biệt là tại các thành phố lớn. Trong chuyên mục Vấn đề và sự kiện, tác giả Hoa Kim có phản ánh trên báo Tuổi Trẻ, trang 12 và trang 13. Bài viết với nhan đề Trường học là bất cứ đâu, không dễ trong thời đô thị hóa. Trong khi giáo dục ngoài trời là giải pháp tình thế và rẻ tiền để giải quyết được bài toán làm thông thoáng lớp học, giúp giảm nguy cơ lây nhiễm, việc biến nó thành cách giảng dạy thường xuyên và vĩnh viễn đòi hỏi sự tham gia của rất nhiều khâu, từ các nhà lập kế hoạch, học sinh, nhà quản lý cho đến giáo viên. Hơn nữa, không phải nơi nào trên trái đất cũng được thiên nhiên ưu đãi, dành tặng khí hậu thích hợp cho việc ở ngoài trời trong một thời gian dài. Một lớp học sẽ được tổ chức hoàn toàn ngoài trời sẽ thích ứng ra sao tại những nơi như thành phố Hồ Chí Minh mà thời tiết không nắng nóng thì cũng mưa to, chưa kể khói bụi từ khí thải xe cộ và cả ô nhiễm không khí. Hay còn có những câu hỏi mà cả những bậc cha mẹ lẫn các nhà làm giáo dục đều cần lời giải. Lỡ như một học sinh tách nhóm và đi lạc thì sao? Bất cứ ai từng phải quản lý một nhóm trẻ nhỏ đều biết chúng là những sinh vật cực kỳ hiếu động mà tự nhiên thì đầy những thứ kích thích bộ não tò mò và khiến cho các em quên đi lời dặn không được đi lang thang của các thầy cô. Thưa quý vị, người sở hữu xe máy cũ trên 18 năm tuổi tại Hà Nội không đạt tiêu chuẩn khí thải có thể được hỗ trợ một khoản tiền từ 2 đến 4 triệu đồng từ ngân sách để đổi sang xe mới. Đó là đề xuất của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam trong chương trình hợp tác nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở thủ đô thông qua việc kiểm soát khí thải xe máy. Vâng, và đề xuất này cũng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội thông qua. Tuy nhiên thì nhiều người cho rằng là đề xuất khó khả thi nếu mức hỗ trợ người dân không cao hơn. Đường Đê La Thành, Hà Nội. Con phố với nhiều xe ba gác, xe máy cũ được trưng dụng để chở hàng. Gắn bó với chiếc xe máy cũ này cũng được hơn 20 năm. Với gia đình anh Thiệp, chiếc xe này là chiếc cần câu để mưu sinh hàng ngày. Việc đổi sang một chiếc xe khác không dễ dàng gì với thu nhập hiện tại. Đó cũng là cái mà những người lao động nghèo như bọn anh đang phải băn khoăn. Vậy thực ra thì bây giờ thì nếu như mà bù thêm tiền mà mua xe khác để đi thì mới để đi thì nó cũng là cả một vấn đề. Bởi vì thu nhập của bọn anh bây giờ thì nó cũng không được ổn định lắm. Nói chung là cái chủ trương của thành phố thì mình cũng đã nắm bắt được rồi. Tức là thu hồi xe này và sẽ hỗ trợ từ 2 đến 4 triệu đúng không?
để mua xe khác, nhưng mà bây giờ con xe rẻ nhất nó phải từ tầm 16 đến 18 triệu thì bán con này đi thì được mấy triệu thì tiền đâu mua con khác. Theo thống kê, Hà Nội có đến 2,5 triệu xe máy sử dụng trên 20 năm là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội. Tuy nhiên, để chủ trương đổi xe máy cũ lấy xe mới khả thi, quan trọng nhất là chủ sở hữu xe phải đồng thuận. Sẽ khó đạt được điều này nếu có trở ngại về tài chính. Những cái xe đó chúng ta tăng 8-10 triệu, phải không ạ? Gần như cho người ta thì người ta mới có tiền người ta mua. Vậy thì theo tôi nếu mà thay đổi như vậy thì nó sẽ mang tính thực tế và nhân văn hơn. Tức là làm thế nào để mà không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của họ? Cái việc này không phải là dễ một tí nào. 2,4 triệu người ta làm được cái gì thì cũng phải phân tích kỹ hơn một tí. Thì tôi cũng chưa thấy là cái này họ phân tích. Và cũng chưa khảo sát xem là cái đối tượng ấy là những cái đối tượng như thế nào. Phải làm rõ cái đối tượng đấy. Cũng theo các chuyên gia, cần khảo sát, điều tra, phỏng vấn người dân kỹ lưỡng rồi mới lên kế hoạch thực hiện. Nếu không, chương trình dù có mục tiêu tích cực cũng sẽ thành nửa vời. Thưa quý vị, có một chiếc xe mới để đi thực sự là một niềm mong đợi, là niềm vui của không ít người. Tuy nhiên thì để có được một chiếc xe máy mới đảm bảo chất lượng, an toàn thì người dân vẫn phải bỏ thêm ít nhất là 10 triệu đồng nữa. Và đây là một số tiền không hề nhỏ, nhất là với những người lao động dựa vào xe máy để mưu sinh qua ngày. Vâng, và hơn nữa là nhiều người cũng sẽ có những băn khoăn, chẳng hạn như là một chiếc xe cũ dừng hoạt động nhưng thay cho nó là một chiếc xe khác, tức là vẫn là một nguồn xả thải, thì liệu hiệu quả bảo vệ môi trường có triệt để hay không? Xin được thông tin rõ hơn là đề xuất đổi xe này xuất phát từ Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam. Trao đổi với phóng viên VTC, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia ủng hộ đề xuất của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam. Bởi xe máy cũ là thủ phạm gây ra ô nhiễm môi trường, đồng thời cũng là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn. Tuy nhiên, khi luật giao thông sửa đổi chưa ban hành thì vẫn chưa có chế tài xử lý những phương tiện này. Đến kiểm tra thí điểm, kiểm tra cái xe của mình nó mức độ phát thải như thế nào để nhận thức được rằng cái xe của mình hiện nay đang là tương đối an toàn cho môi trường hay là xe của mình hiện nay đang phát thải rất nhiều cái khí gây hại cho sức khỏe, tốt cho người dân, cho xã hội, cho môi trường thì mình nên làm chứ. Theo tính toán, giá của một chiếc xe máy ở mức độ trung bình hiện nay là khoảng 15 triệu đồng. Do vậy, mức hỗ trợ từ 2 đến 4 triệu đồng, tức là cao nhất chưa bằng 1/3 giá mua xe thì sẽ khó khả thi. Đối với những lao động nghèo, người ta mới sử dụng những cái xe máy quá cũ nát để hành nghề, để làm ăn sinh sống. Do vậy một lúc bỏ ra tới hơn chục triệu nữa thì khả năng của người nghèo không đáp ứng được. Năm 2017, Hội đồng Nhân dân Hà Nội ban hành nghị quyết 04, trong đó có nội dung hạn chế hoạt động của xe máy trong khu vực các quận nội thành vào năm 2030. Theo Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân Hà Nội, nghị quyết được ban hành từ năm 2017 và kế hoạch triển khai vào năm 2030. Tức là khoảng thời gian đã được Hà Nội cân nhắc để tiến tới việc hạn chế xe máy mà không làm ảnh hưởng tới kinh tế của người dân. Đồng thời, khuyến nghị người dân cân nhắc việc mua thêm xe máy mới. Do vậy, nếu ý tưởng đổi xe máy cũ, lấy xe máy mới của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam được thông qua, thì cần cân nhắc việc nhân rộng. Đổi xe máy cũ sang xe máy mới thì Hà Nội không có cái chủ trương này. Và đây là cái việc làm của thí điểm của Hiệp hội xe máy. Thì chúng tôi cho rằng là cái việc làm này là cũng ở cái mức độ thí điểm là được, nhưng mà nó thành một cái chủ trương lớn mà trên phạm vi toàn thành phố thì cũng rất cần phải cân nhắc tính toán. Theo lộ trình, dự thảo luật giao thông sửa đổi sẽ được Quốc hội xem xét vào năm sau, tức là năm 2021. Trước khi có quy định này thì sự chung tay của xã hội để đo kiểm khí thải của phương tiện cũ, loại bỏ dần những xe máy không đủ tiêu chuẩn về môi trường là cần thiết, nhưng cần xem xét việc thực hiện để tránh câu chuyện về lợi ích nhóm, đồng thời tiếp tay cho một số lượng xe máy lớn được đưa vào vận hành, tiếp tục xả thải ra. Thưa quý vị, đằng sau những gãy đổ của nền kinh tế thì đại dịch COVID-19 đã mở ra cơ hội và tạo ra cú hích lớn cho kinh tế số và thương mại điện tử phát triển. Kết quả khảo sát của Bộ Công Thương cho thấy mạng xã hội đã và đang tiếp tục là kênh tiếp thị phổ biến nhất của các doanh nghiệp và vượt mặt cả kênh bán hàng qua trang web hay ứng dụng di động. Vấn đề là ở chỗ quản lý nhà nước có theo kịp với xu thế này hay không? Nội dung này cũng được phản ánh trên báo Thời báo Kinh tế Sài Gòn trang 16-17 với nhan đề Làm sao quản được bán hàng qua livestream hay marketplace?
Theo ước tính của Bộ Công Thương, đến năm 2025, chi tiêu của người tiêu dùng qua kết nối trực tuyến tại Việt Nam sẽ tăng gấp đôi so với 10 năm trước đó. Thậm chí, số liệu tính toán cho 5 năm nữa còn cho thấy quy mô tiêu dùng qua phương thức này sẽ chiếm một nửa tổng tiêu dùng hàng năm. Trước sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử, nhiệm vụ quản lý nhà nước cũng phải được nâng cấp kịp thời. Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử được sửa đổi và bổ sung năm 2018, nhiều năm qua chỉ chú tâm vào các hoạt động thương mại điện tử có hiện diện thương mại tại Việt Nam. Nguyên tắc này tiếp tục được duy trì ngay cả khi Bộ Công Thương đã mở rộng phạm vi tầm soát từ trang web qua cả ứng dụng thương mại điện tử trên thiết bị di động sau đó. Vì vậy, việc nhận diện và bổ sung các hoạt động thương mại điện tử dưới hình thức cung ứng dịch vụ xuyên biên giới và diện quản lý như đề xuất của Bộ Công Thương là cần thiết. Để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, cần có những yêu cầu cụ thể đối với đơn vị quản lý mạng xã hội có tính năng như sàn giao dịch thương mại điện tử trong văn bản ở mức nghị định thay vì thông tư như hiện nay. Đồng thời, bổ sung các quy định đặc thù riêng khi giao dịch giữa các bên có thể được tiến hành ngoài tầm kiểm soát của đơn vị quản lý mạng xã hội.